quý vị, cùng với việc tái khởi động ngành du lịch, một bộ phận nhân lực du lịch đã quay trở lại làm việc. Tuy nhiên, đi kèm với niềm vui phục hồi việc làm là nỗi thấp thỏm khi các hoạt động du lịch, dịch vụ tại thành phố Đà Nẵng vẫn còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Sau một thời gian dài mất việc hoặc nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ cuối tháng 9 đến nay, cùng với sự tái khởi động của ngành du lịch, một bộ phận lao động trong ngành đã quay trở lại làm việc. Tất cả đều được doanh nghiệp tập huấn về công tác phòng chống dịch để chủ động thích ứng phục vụ khách trong bối cảnh mới. Em cũng gắn bó ở khách sạn lâu rồi, thì cho nên là sau khi mà dịch thì bọn em có những cái công việc phụ. Thì sau khi khách sạn hoạt động trở lại thì ban lãnh đạo cũng có hỗ trợ bọn em rất là nhiều về công việc, cũng có hướng dẫn cho bọn em những cái cách phòng chống dịch và cách đón khách trong cái thời gian dịch. Tôi cũng đã tiêm được 2 mũi vaccine và cũng đã tập huấn qua phòng chống dịch COVID, sẵn sàng để đón khách. Theo Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, trải qua các đợt dịch, đến nay khoảng 42.000 lao động trực tiếp ngành du lịch, tương đương 80% nhân lực du lịch đã và đang thất nghiệp. Hiện Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch đang phối hợp Liên đoàn Lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố tổ chức các khóa đào tạo nâng cao tay nghề, kỹ năng cho lao động du lịch để đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp khi mở cửa trở lại. Hiện nay chúng tôi đang triển khai rất quyết liệt và các doanh nghiệp thì mặc dù là khó khăn nhưng mà đang tận dụng hết tất cả nguồn lực còn lại để cho lần phục hồi lần này. Và rất lạc quan là do là chúng ta khác cơ bản với lần trước là lần này chúng ta đã phủ vaccine khá tốt. Theo khảo sát, hiện lực lượng lao động du lịch tại Đà Nẵng mới phục hồi một phần nhỏ, đa phần là nhân sự chủ chốt được doanh nghiệp ký kết hợp đồng dài hạn từ trước. Các doanh nghiệp du lịch dịch vụ khi mở cửa hoạt động trở lại chỉ duy trì khoảng 20-40% lao động so với trước dịch để thăm dò thị trường. Do vậy, việc làm của người lao động trong lĩnh vực du lịch nhìn chung vẫn còn khá bấp bênh nếu dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.